như là con đã từng ở thành phố máu, con chưa bao giờ nói là số tiền mình bỏ ra cho cái dự án của mình cả. Con hy vọng là mọi người sẽ nhìn nhận vào dự án của con bằng giá trị thực sự của nó, chứ không phải bằng số tiền mà con bỏ ra. Còn nói về khó khăn thì con nói thiệt với cô là làm việc với mấy người giỏi mắc mệt thôi cô ơi. Thật ra là Trung Quân cũng có cái đơn của Trung Quân, Dennis Đặng cũng có cái đơn của Dennis Đặng, và Dược Sĩ Tiên thì cũng có cái tôi quá lớn của Dược Sĩ Tiên. Cho nên là ba đứa mà làm việc với nhau thì cãi nhiều hơn là quà thôi. Nhưng mà rất may là con là áp dụng kiến thức quản trị vô, con đưa ra nguyên tắc cho con bắt buộc là cãi thì cãi, nhưng mà bây giờ cãi xong là nguyên tắc A, B, C, D phải là như thế nào và ai là người quyết định cuối cùng trong cái lĩnh vực gì, thì để tụi con chốt cái phương án làm cuối cùng. Con không biết là trước đó Quân với Dennis Đặng làm việc với nhau sao, chứ con chưa biết là con bữa là 1 giờ sáng con với Dennis Đặng còn ngồi cãi lộn, xong rồi Trung Quân vô, Trung Quân binh và can hai đứa, xong thành ba đứa chửi nhau luôn. Ba đứa giận con không nhìn mặt nhau nguyên đêm đó luôn. Thì con còn cảm thấy là thầy Quân có một cái năng lực là giảng hòa rất là tốt. Đó là diễn ra liên tục thôi, con nghĩ là cái đó là cái sự khó khăn nhất. Cái sự khó khăn tiếp theo á, đó là sự phối hợp của hai ekip. Ekip của Dược Sĩ Tiến trước đây là một cái ekip chuyên làm về truyền hình thực tế và điện ảnh đó. Và ekip của Dennis Đặng là ekip làm sáng tạo, làm âm nhạc. Như vậy mà cái cách vận hành của hai công ty không có giống nhau. Thật sự là khác nhau rất nhiều. Con thì con đang quản trị theo cái kiểu của business bên con, và Dennis Đặng thì đang quản trị theo cái cách mà giới nghệ thuật và giới sản xuất của nghệ thuật họ đang làm. Cho nên là đôi khi cái vị trí chức danh con kêu bằng cái chữ này thì Dennis Đặng kêu bằng cái chữ khác. Xong thì ra là hai đứa đang có về cùng một vị trí mà mỗi đứa đổi một cái tên khác nhau. Cho nên kể cả về từ chữ tụi con chưa thống nhất được nữa. Và tụi con nghĩ là chắc là thời gian sắp tới tụi con sẽ dành nhiều thời gian để hiểu nhau hơn. Còn việc cho Trung Quân, trước đây cái sự khó khăn đó là bạn ấy phải ở tận ngoài Hà Nội. Tất cả mọi thứ làm việc là nói chuyện online thôi. Mà Nguyễn Trần Trung Quân ở online là từ 1 giờ đêm tới 3 giờ sáng thôi, mà giờ đó tụi con cũng ngất ngứ rồi. Nhưng mà được cái là bây giờ Nguyễn Trần Trung Quân đã nghe lời tụi con và chuyển tận Sài Gòn. Ở luôn trong này, làm việc luôn trong này với cả cái team âm nhạc của Trung Quân để đảm bảo được cái tiến độ sản xuất âm nhạc của distributor Việt Nam luôn nha. Và sau đó là dự án cũng tập hòa tăng. Nên là tạm thời những cái khó khăn của con là tương đối là giải quyết được. Nhưng mà con nghĩ là với ba cái cách thức này, mà đặc biệt là cái tư của con, thì chắc là nó sẽ còn nhiều việc phải giải quyết được thôi.